Thông tin giá cả thị trường sáng nay có gì đáng quan tâm? Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua. Chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Trung Thu, nhưng tại nhiều điểm bán bánh Trung Thu lưu động của các thương hiệu lớn ở khu vực đô thị vẫn khá thưa vắng. Một số điểm đã đăng biển giảm giá khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng, nhưng tình trạng hầu như không được cải thiện. Tại một số siêu thị, bánh Trung Thu cũng được bày bán ngay sát cửa ra vào với giá từ 55 đến 75 ngàn đồng một chiếc. Một vài nơi đã đăng biển khuyến mãi giảm giá từ 10 đến 20%. Ngược lại, một số cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh Trung Thu truyền thống vẫn diễn ra cảnh người dân xếp hàng để mua bánh. Trung Thu năm nay, các loại đồ chơi truyền thống làm thủ công của Việt Nam lên ngôi, dần đánh bật đồ chơi Trung Quốc vốn chiếm lĩnh thị trường nhiều năm qua. Năm nay, giá cả các loại đồ chơi tăng nhẹ so với năm trước khoảng 10 đến 15%. Cụ thể, đèn lồng Trung Thu hình thú phát sáng có giá từ 25 đến 40 ngàn đồng. Lồng đèn Trung Thu sáng tạo 4 trong 1 có giá từ 70 đến 110 ngàn đồng. Đèn ông sao có giá 10 đến 30 ngàn đồng. Đèn lồng giấy phát nhạc từ 30 đến 60 ngàn đồng một chiếc. Mặt nạ giấy từ 15 đến 40 ngàn đồng một chiếc. Riêng mặt hàng đầu sư tử có giá cao hơn, từ 150 ngàn đến 600 ngàn đồng một chiếc tùy loại. Giá heo hơi hôm nay đồng loạt giảm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và ghi nhận mức giảm sâu nhất 4.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Bắc có chiều hướng đi xuống tại một vài nơi và dao động trong khoảng 65 đến 69.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá heo hơi giảm từ 1.000 đến 4.000 đồng một ký tại nhiều nơi và dao động trong khoảng 59 đến 66.000 đồng một ký. Khu vực miền Nam, giá heo hơi cùng chung xu hướng giảm và dao động trong khoảng 60 đến 66.000 đồng một ký.